Một buổi sáng trên đường phố, giờ cao điểm nên đoạn đường khá nhộn nhịp, tấp nập. Mọi người đang chấp hành tốt luật giao thông khi đèn báo hiệu dừng lại. Nhưng vẫn còn một số cá nhân chưa tuân thủ tốt. Không đội nón bảo hiểm, vừa chạy xe vừa ngoái hẳn đầu lại để vẫy tay nhau như hai thanh niên này, mặc kệ đường xá đông người qua lại. Bất ngờ, có một tai nạn đã xảy ra. Cũng chỉ vì người điều khiển phương tiện giao thông thiếu cẩn trọng. Mọi người đang di chuyển bình thường. Một người đàn ông đi xe máy này bật đèn xi nhan để rẽ vào lề bên trái, nhưng không hề quan sát phía sau. Đột nhiên, chiếc ô tô gắn camera hành trình tăng tốc bất ngờ, mặc dù sắp đến một giao lộ. Ngay lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện phóng thẳng ra từ con đường nhỏ, cắt ngang mà không hề quan sát, mặc dù đường xá đang rất đông xe cộ. Chính vì thế, người phụ nữ đi xe đạp điện đã va thẳng vào đầu chiếc ô tô gắn camera hành trình, ngã nhào xuống đường, làm người đàn ông đi xe máy vừa chạy đến cũng bị vạ lây. Ở tình huống thứ hai, camera cận cảnh vấn đề gì đây? Một người đàn ông áo đen vô tư cắt ngang đầu ô tô để qua đường. Cô gái chạy xe đạp điện không đội nón bảo hiểm. Trong giỏ xe của cô có một túi đồ khá lớn, đã loạng choạng tay lái ngay trước đầu ô tô và ngã xuống. Vì kiểu cúp đầu xe quá đột ngột của người đàn ông áo đen. Thật may mắn khi cô gái có thể bình tĩnh đứng dậy được. Khi vụ tai nạn vừa xảy ra, camera hành trình của xe ô tô còn ghi được hình ảnh nhiều người tham gia giao thông không đội nón bảo hiểm, đứng giữa lòng đường gây cản trở giao thông, chỉ để quan sát vụ tai nạn mà không hề có động thái nào giúp đỡ nạn nhân. Hai tình huống vừa kể trên không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng nếu hai tài xế ô tô có gắn camera hành trình không kiểm soát được tốc độ và không dừng lại kịp thời, thì có lẽ hai cô gái đi xe đạp điện phải đi bằng một phương tiện khác để đến bệnh viện.